thể. Như là tôi đã đi hơi trái so với việc bàn ban đầu. Và kết quả đạt được không phụ thuộc vào số 55 triệu trả lời nữa, mà sẽ là 349.980.000. Đây là lần đầu tiên Virus làm một cái việc có ý nghĩa như thế này. Đây là một hành động đối với mình thì nó nhỏ, nó không quá lớn, nhưng mà mình hy vọng là nó sẽ đóng góp được một phần nào đó cho cuộc sống này, cho xã hội này. Và đặc biệt là mình rất là yêu mấy đứa, có nhiều đứa rất là đẹp trai này, mấy đứa trông rất là cưng này, một vài bé thì trông thương lắm. Sau khi mà xem thăm phòng các bé sơ sinh thì nói thật là có những bé là mới chỉ được có vài ngày tuổi, có những bé chỉ được một vài tuần tuổi. Và các bạn biết ở đấy, thực sự là may mắn. Virus cảm nhận là như vậy, dù mình có gặp chuyện gì chăng nữa thì nó cũng chẳng là gì, khi mà ngay từ lúc các bạn sinh ra các bạn không biết gì mà các bạn đã phải gặp phải rồi. Có những hoàn cảnh và có những cái tâm hồn là không biết mình đang gặp phải chuyện gì, không biết nói gì hơn nữa. Chỉ là nếu như các bạn chưa bao giờ tham gia trải nghiệm thì các bạn nên tham gia trải nghiệm. Và các bạn nếu như các bạn chưa bao giờ đến những nơi như này thì các bạn nên đến một lần để cảm thấy cuộc sống của mình tuyệt vời hơn rất nhiều. Rất là cảm ơn chương trình vì cái món quà đặc biệt ngày hôm nay mà hai bạn trẻ, bạn Khoa và bạn Hoàng, mục đích chủ yếu nhất của các sơ là bảo vệ sự sống và cứu lấy tất cả các thai nhi bị bỏ rơi, kể cả bỏ rơi trong bụng mẹ. Có một em bé cũng bị bỏ rơi sơ sinh giấu tên, em đó là một y bác sĩ rồi nói với sơ là con rất giận những bà mẹ đã mang gánh nặng đến cho sơ, cũng như bà mẹ đã bỏ con. Thì sơ nghe sơ rất là đau lòng. Sơ có nói con không được như vậy, mẹ con cũng rất là thương con, như là các má ở đấy thương con. Thì có thể là mẹ con trong một cái giây phút nào đó rất là đau lòng đành phải bỏ con. Con phải nói lên lời xin lỗi mẹ, và con sẽ phải mong ước là lúc nào đó mẹ con sẽ đi tìm con. Con phải tri ân mẹ con đã sanh con ra. Chứ nếu như mẹ con không thương con mà mẹ con giết con đi từ trong bào thai thì con không có mặt trên đời. Có rất nhiều em bắt đầu nó 4 tuổi là mấy năm nay là nó liên tục hỏi cho con về quê và quê con ở đâu. Có nhiều lúc giờ mày nói quê của tụi con ở đây này, nhà của tụi con ở đây này. Thực sự giờ chỉ biết là cảm ơn Chúa, cảm ơn chương trình, và đặc biệt là cảm ơn hai em đã có một cái tấm lòng hào tâm, bác ái. Các con được hưởng cái ngày hôm nay hạnh phúc, từ cái miếng ăn cho đến quần áo đi học, cho đến các em được cặp sách đến trường. Nó cái điều đó là cái điều mà mơ ước, không phải là chỉ riêng sơ mà là của tất cả mọi người. Vâng, ngày hôm nay thì sau khi được sơ giới thiệu cũng như được đi thăm các bé ở đây thì cũng như là sau cái chương trình Tường Lửa thì Virus rất là vui, thay mặt cả ViruSs nữa thì sẽ gửi chút tấm lòng của mình, và hy vọng là tấm lòng của mình sẽ ủng hộ cũng như là giúp đỡ được các bé ở đây, và nhờ sơ cả thôi. Đây chính là cái chương trình của bọn con, và đây là con đây, và bạn này thì hôm nay bạn ấy bận, bạn ấy không đi được, bạn ấy ốm, thì con này con đi được, con thay mặt bạn ấy luôn và ủng hộ cho máy của mình. Và hy vọng rằng một ngày nào đó con lại được quay trở lại đây, gặp sơ, gặp tất cả các bé. Và cảm ơn sơ rất nhiều đã làm một hoạt động ý nghĩa như này, bởi vì con là những người mà chỉ biết làm việc thôi. Ngày hôm nay thì biết được máy ấm của mình, biết được những việc sơ đang làm, con thực sự rất là cảm động. Và con thực sự cũng học được từ sơ rất là nhiều. Và cuộc sống của mình còn rất là nhiều thứ chúng ta nhìn thấy, chúng ta biết được. Hy vọng là sơ tiếp tục làm việc này. Cảm ơn sơ rất là nhiều. Rất là cảm ơn bạn Hoa. Bạn Khoa. Dạ. Chương trình này để nói lên cái tình yêu thương. Dạ. Và chắc chắn là một mình sơ thì không thể làm được một chương trình lớn. Dạ. Mà rất cần sự hỗ trợ. Dạ. Dạ. Mà trà nhưng có tấm lòng vàng. Dạ. Cái tấm cái chân tiêu trà này của nhà Tường. Dạ. Xin Chúa luôn luôn ban phước lành cho tất cả các chị em trong nhóm của con. Dạ vâng, cảm ơn sơ rất nhiều. Là đôi bạn trẻ này. Dạ. Sẽ mãi mãi dựng đứng lên. Dạ. Tình thương để chia sẻ với các em bé. Dạ. Và tất cả những người nghèo đang cần đến. Dạ. Dạ. Xin Chúa luôn luôn ban phước lành. Dạ, cảm ơn sơ rất nhiều. Vâng, cảm ơn sơ. Mến chúc rất nhiều cho cái chương trình Tường Lửa. Ước mong được chương trình này các ba mẹ nào mà quên đi em bé ở tại máy ấm gì thì sẽ về đây để tìm em bé. Luôn luôn chúc phúc cho gia đình máy ấm của chúng con được mãi mãi, được hạnh phúc và được thắp sáng cái niềm tin của tất cả mọi người yêu thương và đùm bọc các cháu. Và đặc biệt là cảm ơn tới chương trình Tường Lửa đã tạo điều kiện giúp đỡ và cũng như là cho ViruSs một lý do để ViruSs làm việc này. Và hy vọng một ngày nào đó sẽ được quay trở lại máy ấm và lại làm tiếp một việc như thế này nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều.